Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ hai ngày 23 tháng 10, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái ống nhổ châu ổ ha các anh chị. Đây, một cái ống nhổ châu ổ chuẩn cổ ha các anh chị. Ống nhổ này có chiều cao gơi vào là 18 cm. Đường kính miệng thì gơi vào là 21.5 cm. Đây, rất là đẹp luôn ha các anh chị, một cái ống nhổ châu ổ ha các anh chị. Châu ổ là dòng gốm ở Quảng Ngãi ha các anh chị. Đây là nghề làng gốm Mỹ Thiện Quảng Ngãi, rất là đẹp luôn. Ở dưới đây là có mộc tàu ba chữ ha các anh chị, mộc tàu đây rất là đẹp luôn, có mộc lò đây. Tình trạng ở đây nó bị xước lại một tí nè, hoặc là ta gọi là vẫy men hoặc là lỗi lò gì, nhưng mà nó tình trạng rất là nhẹ luôn các anh chị. Đây rất là đẹp, cái ống nhổ châu ổ chuẩn cổ này bao cánh chị rất là hiếm đồ luôn. Xin giao lưu đến cánh chị và cô bác với giá là 8 triệu, bao ship đến cánh chị và cô bác ha, 8 triệu. Tiếp đến xin lên cho các chị và cô bác là một cái tượng gỗ xưa ha, cái này là tư duy là chuẩn cổ luôn chứ không có xưa các chị. Đây, một cô gái chăm ba. Đây, cái tượng này có chiều cao gơi vào là 50 cm, chiều cao tới 50 cm là các chị. Chiều ngang thì gơi vào, chiều ngang là 22 cm, chiều ngang là 22 cm ha. Một cái tượng gỗ cô gái, một cô gái chăm ba. Đây, đồ xưa cổ ha các chị, rất là đẹp luôn. Nguyên khối, cái này là nguyên khối luôn các chị. Đây, em xin giao luôn cái bức tượng xưa cổ này với giá là 2 triệu rưỡi, bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 2 triệu rưỡi bao ship. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái mặt Phật tứ diện ha các anh chị. Một cái mặt Phật tứ diện chuẩn xưa. Đây, hàng đồ này là đồ chăm ba Bình Thuận, Thuận vậy các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Chiều cao gơi vào là 16 cm, 16 cm ha. Mặt Phật này là mặt Phật tứ diện nha các anh chị. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu 2, bao ship đến các anh chị và cô bác, 1 triệu 2 thôi. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là đây, những cái bình trà bên em ha, những cái bình trà bên em hôm nay rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Đây, hai cái bình trà màu tình trạng là lành đẹp 100% luôn anh chị, lành đẹp 100% luôn. Đây, để em thêm cái bình trà này luôn đi, bán này. Đây, rất là đẹp luôn các anh chị. Tình trạng tất cả đều là lành đẹp 100%. Đây, chút xíu là không còn lành đẹp 100% nữa à. Đây, bình trà này là bình trà size to, dung tích là khoảng có 1 lít nước. Đây, một cái nắp ha, nắp Sài Gòn, tất cả đều là chuẩn đồ Sài Gòn hết trơn các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 100% hết trơn luôn. Đây các anh chị cứ xem. Bình trà này là size to. Đây, còn bình trà này là size nhỏ ha các anh chị, size nhỏ. Không thẩm mỹ, không vuốt, không gì hết trơn luôn các anh chị. Đây, ba bình mình bán cùng giá luôn cho nó nhanh đi ha các anh chị. Đây. Cái bình này rất là đẹp luôn, nắp cũng nắp green, nắp lành luôn. Đây đẹp lắm các anh chị ơi. Đây, ba bình trà này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là, để coi, 3 triệu 2 bao ship đến các anh chị và cô bác. Trong đó có hai cái bình trà màu các anh chị, hai cái bình trà màu, cái to cái nhỏ để dòm cho các anh chị rất là dễ so sánh luôn. Ba bình này giao lưu đến các anh chị với và cô bác với giá là 3 triệu 2 bao ship đến các anh chị và cô bác. Một bình Siga là 1 triệu hơn tí ha các anh chị, nhưng mà đặc biệt được với bình trà to, một cái bình trà nhỏ ha các anh chị. Tình trạng là làm đẹp 100% luôn. Gốm Sài Gòn chuẩn cổ ha các anh chị. Này xin xuống ha. 3 triệu 2 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các chị và cô bác là ba cái chung tống ha các anh chị, ba đồ bốn cái chứ, bốn cái này thì xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 150.000 bao ship. Đồ này chỉ là đồ giả cổ thôi nha anh chị, đồ giả cổ ha. Đây, chút lâm thất tình ha các anh chị, đồ giả ha các anh chị. Đây thì nói chung là cũng thấu quang thông đèn, đồ giang tay Trung Quốc ha các anh chị. Đây, bốn chung này 150.000 bao ship đến các anh chị và cô bác ha, chung tống to. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái cặp chung Mai Lan Cúc Trúc này, gốm Đà Lạt ha các anh chị. Gốm này là gốm Đà Lạt chuẩn xưa 70-80 năm. Một cặp chung này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 400.000 bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 400.000. Đây, ở đây có chữ Phúc Lộc Thọ đó ha, Mai Lan Cúc Trúc tứ quý với Phúc Lộc Thọ, 400k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác đây một cái món đồ đẹp tuyệt vời luôn, một cái món đồ rất là đẹp luôn. Một cái ca Sài Gòn men phun chuẩn cổ. Đây, đồ này bao các anh chị là cuối 19 đầu 20 ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, sáng bóng tự nhiên. Đây, cái quai còn nguyên ha, không thẩm mỹ không dĩ cho các anh chị, to đẹp. Đây em xin đo kích thước và chiều cao. Bao các anh chị là hiếm trên thị trường ha các anh chị. Chiều cao gơi vào là 10 cm. Đường kính miệng thì gơi vào là, đường kính miệng là 10 cm luôn, cao 10, đường kính 10. Ly này là ly to ha anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 5 triệu 8 bao ship. 5 triệu 8 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái thố tùng cò, một cái thố tùng cò gốm Sài Gòn.
cái này đồ Sài Gòn chứ không phải là đồ lấy theo hả anh chị, cam kết các anh chị là chuẩn đồ Sài Gòn. Tình trạng là cái men nó bị chốc ha các anh chị, bị chốc một vài chỗ đây, nó bị bọt một tí, bọt men nữa nè, bọt men đây. Cái màu của nó nói chung là còn rất là khỏe luôn đây, đặc biệt ở trong đây là còn cái mỏ dịch nữa anh chị, còn cái mỏ dịch thố này, thố to anh chị, thố to. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác, 4,5 triệu ha. Xin đo kích thước và chiều cao, chiều cao rơi vào là 16 cm, chiều cao 16 cm, 4,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nhạo hả anh chị, một cái nhạo bằng gỗ cẩm ha, nguyên khối, một cái nhạo bằng gỗ cẩm nguyên khối ha các anh chị. Đây, cái nhạo này được sử dụng trong những cái tiệc lễ đám cưới du quy đồ các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn, tình trạng là đẹp, bao các anh chị là chuẩn đồ xưa, chuẩn đồ xưa ha, gỗ cẩm ha. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 550.000 bao ship. Đây, 550.000 bao ship, bao các anh chị là cái nhạo gỗ cẩm này chuẩn xưa. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái án sen, một cái án sen sơn thủy nước men còn rất là bóng khỏe, minh văn hai bên, minh văn hai bên đây, hoặc là người ta chậu này là người ta gọi là chậu đá dế, đá dế đá cá dành cho vua quan xài thôi các anh chị, chứ văn mình không xài những cái này đâu. Đây, hoặc là nhà bèo lắm là nhà giàu thôi, chứ nó thẳng ra là văn thường làm sao mà có tiền mua những cái này hồi xưa. Chuẩn cổ anh chị, chuẩn cổ. Đây, có đế luôn hả các anh chị, đế cái này người ta gọi là đế tam sơn, đế tam sơn bốn chân, hoặc người ta gọi là trầm tư, cái chậu trầm tư, chậu đá dế đá cá cũng là nó, vua quan xài. Tình trạng là lành đẹp, nó bị vẫy đang tí các anh chị ơi, bị vẫy rất là nhẹ luôn. Sơn thủy ha các anh chị, sơn thủy và có minh văn luôn anh chị, minh văn này, một bên, hai bên. Đây, dở sạch chữ đẹp ha các anh chị. Đây, cái chậu đá dế này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 10 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 10 triệu bao ship, hiếm đồ không. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác cái bình này có coi tình trạng chưa? Cái miệng nó bị vẫy nhẹ thôi. Cái miệng bị vẫy vô. Ở dưới nó có lỗ lò cái chôn. Để quay cho các anh chị một cái bình bát tràng dán bí ha, cốt sĩ. Đồ này bao các anh chị là chuẩn xưa cổ, tích là tôn vũ chăn dê, phải không? Ừ. Tôn vũ chăn dê ha các anh chị. Đây, quay cho các anh chị xem tình trạng của nó đây. Các anh chị, em quay ở đây, bị vẫy một tí ở đây nè các anh chị, bị vẫy men một tí ở đây. Đây, còn nhiêu là lành đẹp hết trơn các anh chị. Còn chỗ này nó bị găng lò hả anh chị, găng lò. Cốt này là cốt sĩ hoặc người ta gọi là cốt gạch ha các anh chị. Xin đo kích thước và chiều cao của cái bình dán bí này, bao các anh chị là chuẩn xưa ha. Cái bình này có chiều cao rơi vào là 46 cm, 46 cm, đường kính miệng rơi vào là 17 cm, rất là nặng luôn các anh chị, rất là nặng luôn. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 4,5 triệu bao ship cho một cái bình bát tràng chuẩn xưa này ha các anh chị. Để bên kia, để đây luôn đi. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái dầm trà ha các anh chị, hai cái dầm trà. Đây, một dầm này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu. Một cái dầm ha, một cái dòng dầm ám long với một cái dầm chữ ha. Tình trạng của nó thì cái miệng nó em tư duy là có bị phết lại. Tư duy là có bị phết lại ha các anh chị. Đây, nhưng mà chữ dầm rất là gõ luôn. Dầm tàu ha, đồ này đồ thành phố chuẩn cổ ha các anh chị. Đây, còn cái này là long ẵng, long ẵng đây. Một dầm rơi vào là 1,2 triệu ha các anh chị. Đây, dầm nhỏ và dầm to. Đây. Dầm một dầm đường kính rơi vào là 16-17 cm, đường kính rơi vào 17 cm. Còn cái dầm này là rơi vào 15.5, một dầm là 1,2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, đầu cổ ha anh chị. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lái thiêu, một cái chum lái thiêu ha anh chị. Một cái chum lái thiêu. Đồ này là có trong sách ha các anh chị. Nói chung là nó cũng rơi vào tuổi cổ vật ha các anh chị. Minh văn ở trên đây là một dạng minh văn chữ tàu, ở trong đây là tức là chim hoa hay là chích tích tứ quý gì các anh chị. Tứ quý, tứ quý. Mai lan cúc trúc. Mai lan cúc trúc ha các anh chị. Đây, chiều cao rơi vào là 27 cm, chiều cao 27 cm. Em xin giao lưu cái chum lái thiêu này với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 2 triệu bao ship, đồ già chuẩn cổ ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình tàu mai thọ ha, một cái bình tàu mai thọ chuẩn xưa. Cái bình tàu mai thọ chuẩn xưa này có chiều cao rơi vào là 27 cm, chiều cao là 27 cm ha các anh chị, rất là già đồ luôn, bao các anh chị là chuẩn đồ xưa. Sâu tuổi ha, có tuổi ha các anh chị. Đây, cái bình tàu mai thọ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,3 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 1,3 triệu bao ship. Tình trạng cái bình này đẹp lắm ha các anh chị, lành đẹp ha, lên đồ màu rất là đẹp. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lái thiêu lành đẹp tuyệt đối luôn. Nặng, cốt quá nặng luôn.
Trong đây có xi măng không mà nặng dữ vậy trời. Không có xi măng luôn. Không có xi măng mà nặng cỡ này. Đây, chiều cao gơ vào là 45 cm. Một cái bình là lông hí ngư. Một cái bình lông hí ngư ha các anh chị. Đây. Nó đụng cái. Đây, một cái bình lông hí ngư. Rất là đẹp luôn, cao 45 cm. Đây. Bình này là bình lái thiêu hả các anh chị, chuẩn xưa. Đây. Miệng rất là đẹp luôn. Dở sạch chữ đẹp. Cái này là bị thâm men hả anh chị, cái này là nước men của nó luôn, hoặc người ta gọi là lên đồng, chỗ đồng. Đây, không chứ không phải là chốc men, không bị gì hết trơn. Nói chung là làm đẹp 100%. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3.8 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 3.8 triệu cho cái bình lá thiêu chuẩn xưa này, đồ này phải 70-80 năm trơn. À, tiếp đến thì em xin quay qua đây ha các anh chị. Đây, quay qua bản luôn này, khỏi qua. Đây, đầu tiên xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bức tranh tàu. Một cái bức tranh tàu, bức tranh giang tây, khung là khung gỗ gụ hoặc là ta gọi là gỗ mặt. Đây, còn cái quai nó bằng thép hay bằng đồng, cái này em tư duy là bằng đồng ha. Đây, một cái bức tranh sứ ha. Một cái bức tranh sứ. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1.3 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác. Một cái tranh sứ tàu, rất là to ha anh chị, to lắm. Chưa tính tới quai nha, chưa tính quai nó rơi vào là 36 cm. Chiều ngang rơi vào là 28 cm. Chỉ là rơi vào 1.3 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác thôi. Về treo tường treo đâu cũng đẹp. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một siêu phẩm đây. Đây, cái này là có hộp luôn nha các anh chị. Khóa đồng, khóa là khóa đồng luôn ha. Cái hộp không cũng là xịn nè. Đây, cái này là gắt đọt, món đọt rất là đẹp luôn. Xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cây quạt gốm sứ ha. Một cây quạt gốm sứ, đồ này có thể gọi là đồ kỹ ha. Đồ này bao các anh chị là chuẩn xưa, đồ kỹ, đồ này đồ Trung Hoa dân quốc. Đây, vẽ sơn thủy rất là tốt luôn. Tích của nó là tích sơn thủy thiên hạ thái bình ha các anh chị. Đây, hoặc có thể gọi là một cái tích tứ văn ha các anh chị. Một người, hai người, ba người, và hai người đây đánh cờ. Vẽ rất là tốt các anh chị ơi. Chữ nghĩa rõ ràng. Trên đây là mạ vàng, mạ vàng. Đây, cái hộp rất là xịn sò luôn anh chị. Hộp nhung rất là xịn sò. Bao các anh chị là chuẩn xưa, Trung Hoa dân quốc ha các anh chị. Đây. Đấy, đây cho em đo chiều cao cho các anh chị xem. To anh lắm. Dẹp cái miếng chanh. Chiều ngang gơ vào là 41 cm. Chiều ngang 41. Chiều cao gơ vào là 25 cm. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6.5 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 6.5 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát. Anh đậy lên, đậy luôn. Đậy lại các anh chị. Các anh chị nào có cần thì cứ inbox em sẽ mở lại cho các anh chị xem. Đây. Tiếp đó xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát úp. Cái bát đấy này đây đẹp lắm các anh chị. Cái bát này là một cái bát khổng lồ. Đồ xưa các anh chị. Đồ chuẩn xưa Trung Hoa dân quốc hoặc người ta cuối thành phố Nghi các anh chị. Đồ nhà Thanh ha. Đây rất là đẹp luôn. Thấu quang không đèn. Đồ vuốt tay luôn các anh chị. Nói chung mình dám bao mình dám chịu trách nhiệm thôi. Còn không được thì mình dám bao dám chịu trách nhiệm thôi các anh chị. Đây. Chứ nhiều người ta đem ra thì cứ đó đồ 19, đồ 19, đồ 20 người ta kêu 100-200 triệu hoặc là vài chục triệu thì các anh chị chẳng mua bình thường. Chủ yếu thứ nhất cái này là chuẩn tàu, không phải là đồ giang tây thôi, chuẩn tàu. Thứ hai nữa vẽ tay, thứ ba là đồ xưa, nội phủ ha các anh chị. Đây, viền đồng. Cái nắp này là nắp riêng của nó luôn chứ không phải lai, tại vì em đã bán cái thố này rồi mà có anh nói nắp lai, cái này không phải lai. Thố của nó, nắp của nó luôn. Đây. Ví dụ như cái này đồ không xưa người ta có ai rảnh mà đi dán lại anh chi ha các anh chị. Đồ người ta quý người ta mới dán lại thôi. Mà em mua với giá cũng rất là cao luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Cái nắp của nó. Cái tô này ăn mì là hết sảy luôn ha các anh chị. Tô này là ăn mì là hết sảy luôn. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2.4 triệu, bao ship 2.4 triệu ha. Đây. Cái đường kính nó to lắm các anh chị ơi. Đường kính gơ dài là 18 cm. 18 cm. Đây, hàng tất cả đều là vuốt tay. Rất là đanh luôn. Rất là đanh ha các anh chị. Đây, vuốt tay, thấu quang thông đèn, thấu quang rất là mạnh luôn ha các anh chị. Đây, các anh chị cứ xem. Rồng ha các anh chị, và ở trên đây cũng là rồng luôn. Lông hí ngư. Đây, lông hí ngư, trên đây nắp cũng là lông hí ngư. Cái này bao các anh chị là vô cơm lê ha, chứ không phải là nắp lai ha các anh chị. Đây, cái này là 2.4 triệu, bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát ha. Một cái bát lý chàng vớt bể, hoặc ta gọi là cái bát chua đậu. Đây, đồ này là cái này người ta thẩm mỹ xấu. Các anh chị về cứ quẹt sơn hay chỗ nào thẩm mỹ đẹp. Các anh chị là cứ nhờ thẩm mỹ, cái tô này rất là hiếm luôn, rất là quý. Tích người á. Tô này tô tích người ha anh chị. Đồ lý trần vớt biển. Đây. Tô này rất là to, hiếm khi có những cái tô to như thế này lắm ha các anh chị. Chiều cao gơ vào là 10 cm, chiều cao 10 cm. Đường kính gơ vào là 18 cm ha các anh chị. Cao 10, đường kính 18. Giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship. Cái này về các anh chị chân tủ phê, tủ ly gì cũng rất là đẹp luôn.
chỉ có 800 ngàn thôi các anh chị, giá rẻ hơn giá mua rất là nhiều luôn. Nói chung là mình bán thanh lý thôi các anh chị. Tiếp đến xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là cái cặp bình rượu Phyto. Cặp này em lên rất là nhiều, 350 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, hồi xưa những cái cặp này khi hot là một bình thôi cũng mua đã với giá là 300 ngàn thôi. Đây, bình rượu Phyto ha các anh chị. Đồ này đồ biên hòa xưa. Cặp bình rượu như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 350 ngàn bao ship ha. Chiều cao gơ vào là 24 cm, chiều cao 24 cm. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là cặp nghê ha, một cặp nghê lái thiêu. Đây, cặp nghê lái thiêu 850 ngàn, một cặp nghê ắn ha, gốm lái thiêu. Đây, vô cặp hay đang đói ha các anh chị. Đây, 850 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến là một cái bình trà này là tư duy là đồ biên hòa, anh chị người thì nói lái thiêu, nhưng tư duy của em là đồ biên hòa xưa. Tình trạng là cái nắp bông hồng của nó bị vẫy một tí đây, mà cái này về chân tủ rất là đẹp luôn các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 400 ngàn bao ship ha, 400 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là 4 con voi tâm 300k. Đây, 4 con voi tâm. Hồi xưa những con này nó thật ra con nó rơi vào 7.500 một con. Một con nó bán chỉ giá là 7.500, nhưng đầu xưa nha các anh chị, 7.500 ngàn là đầu xưa ha. Còn bây giờ một con nó rơi vào tầm cũng đã 70-50 ngàn con ha các anh chị. Mua tầm giá đó 50-70 ngàn con. Đây, hôm nay 4 con này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 300 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác, chỉ là vài chục ngàn thôi. 300 ngàn bao ship, tình trạng là làm đẹp. Món cuối cùng hôm nay thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái khay. Đây, gỗ này gỗ chắc hay gỗ cẩm, gỗ chắc nặng lắm anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái khay trà. Đây, khay trà này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 900 ngàn bao ship ha. Cái này mua rẻ bán rẻ ha các anh chị. Đây, một khay trà tiện tay đục tay 900 ngàn bao ship. Gỗ này là gỗ cẩm hay gỗ chắc gì cái, nói chung là gỗ này gỗ xịn ha các anh chị, chứ không phải là cây thao lao cây bên đâu, xịn hơn cây chắc. Cây gỗ này gỗ chắc đúng rồi. Gỗ chắc hay gỗ cẩm gì đó. Đây, xin đo kích thước và chiều cao. Để xui lại. Đây. Đây coi, gỗ bự lắm. Nói chung ở trong những cái tiệc tùng đám cưới hay tiệc hỏi các anh chị xài những cái khay này nó giá trị lắm các anh chị, dòm rất là đẹp luôn. Tiền giá tiền không cao nhưng mà nói chung giá trị tinh thần rất là cao luôn. Chiều cao là 7 cm, chiều cao là 7 cm, chiều ngang như thế này là 33 cm, chiều ngang 33, chiều sâu như thế này là 23, 33 là tài tài, 23 là mãi tài hả các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá 900 ngàn và bao ship đến các anh chị và cô bác luôn. Cái này tại mua rẻ hả các anh chị, rất là đẹp. Đây, đây, gỗ xưa ha. Đây, đây cái món cuối cùng chưa? Còn cặp dâu. Đây, món cuối cùng xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là cặp voi ha. Có con bị bọp không em? Ừ. Đây, một con lành, một con nó bị va vô tường bị bọp nhưng không có mắc mảnh, không bị gì cho. Đây nó bị bọp nha. Đây bị bọp. Đây, xin thanh lý luôn 400 ngàn. 400 ngàn cho cặp voi xưa này. Đây, đồ vuốt tay, đồ lấy thiêu xưa ha anh chị. Cào tay, hàng này hàng cào tay xưa nè. Đây, một con nó bị tình trạng ha anh chị. Một con bị tình trạng và một con lành. Đây, một cặp này cao 16-17 cm. Vô gạt tàn, chỉ với giá là 400 ngàn và bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, em quay tổng quát lại cho các anh chị và cô bác xem một lần nữa để coi anh chị và cô bác cứ thích gì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826252052. Đây, em quay lại cặp voi luôn ha em. Sẵn quay cặp voi cho các anh chị và cô bác xem luôn. Giá 100 triệu công khai. Đây, đây, đây là một cái cặp voi yếm rồng mà em cũng đã làm một cái clip riêng để quay cho các anh chị và cô bác xem mà. Đây, con rồng mặt rồng dòm rất là rõ ha. Đây, nó gớt vô là màu vàng hoàng đế đó anh chị. Mà cái này lại vô cặp nữa thì kiếm đâu ra. Chiều cao là 56 cm ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Nước men còn rất là bóng khỏe, lành đẹp thì 96%. Giá công khai là 100 triệu ha các anh chị. Đây, cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Đây, em cảm ơn và xin chào.